Điều còn thiếu với các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này là chúng ta vẫn không có được sự tập trung ở những thời điểm quan trọng. Người đá quả phạt góc này là Rizky Pora. Rizky Pora phản ứng bóng của Nguyên Mạnh, đã có pha phạm lỗi của cầu thủ đội bạn. Pha phạm lỗi của Pranada, một cầu thủ chơi rất rắn của Indonesia và thường chơi tiểu xảo khu vực giữa sân. Nguyên Mạnh cũng đã phải lãnh một cái cùi chỏ của Pranada trong một tình huống bật cao tiểu xảo. Không hiểu vừa rồi là chiếc thẻ phạt gì dành cho Nguyên Mạnh. Nếu lỗi cầu giờ thì chỉ là một chiếc thẻ vàng. Như vậy là trọng tài đã rút thẻ đỏ dành cho thủ môn của chúng ta. Rất khó hiểu, chúng tôi vẫn chưa hiểu được tại sao lại diễn ra tình huống vừa rồi. Đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Bộn bề những khó khăn thách thức đang đến với đội bóng của chúng ta. Đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người. Thật không thể tin nổi với những gì đang diễn ra. Quế Ngọc Hải sẽ bất đắc dĩ trở thành thủ môn. Trong hiệp 1 thì thủ thành Mega cũng đã có một tình huống câu giờ và phải nhận thẻ vàng. Bây giờ thì việc đeo một cái găng tay cũng khó khăn với Quế Ngọc Hải. Một trung vệ đang bất đắc dĩ trở thành thủ môn. Đường truyền của Xuân Trường. Trong khi phía trên những nỗ lực của Hoàng Công không sao chuyển hóa thành bàn thắng thì ở phía dưới những bất lợi liên tục xảy ra với hàng phòng ngự. Chiếc áo của Nguyên Mạnh có vẻ không vừa đối với Quế Ngọc Hải. Xuân Trường. Điều chuyền của Thành Lương cho Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Lần thứ hai tại giải đấu lần này chúng ta chơi với 10 người trên sân. Công Phượng sẽ là người trực tiếp đá quả phạt góc luôn. Lỗi của Xuân Trường. Lúc này tỷ số chung cuộc
Sau hai lượt trận thì Indonesia đang dẫn chúng ta 3-1. Nhiệm vụ còn lại của các cầu thủ Việt Nam trong khoảng hơn 10 phút là ghi được ít nhất 2 bàn. Trong thế thi đấu thiếu người, Đình Đồng, Lê Công Vinh, đường truyền của Stefano Lillipalli, Rizky Pora. Pha phòng ngự tốt của Văn Thành. Trọng Hoàng, Thành Lương, Vũ Văn Thành. Lương đã để mất bóng. Pha cản phá rất hay của Trương Đình Luật. Đó là một pha cản phá rất cần thiết rồi khi trong khung thành là Quế Ngọc Hải, thủ môn bất đắc dĩ. Trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng những gì mà chúng ta đang phải đón nhận thực sự là khó lý giải. Đình Đồng, Đình Luật, chúng ta không còn gì để mất. Việt Vị, đội tuyển Việt Nam cần 2 bàn thắng để đưa trận đấu sang hiệp phụ. Trọng Hoàng, Trọng Hoàng chắc chắn sẽ có thẻ dành cho cầu thủ của Indonesia, đó là Pranata. Những nỗ lực trên hàng công của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này là rất đáng ghi nhận. Thành Lương sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Thành Lương, đường truyền, bàn thắng của Vũ Văn Thành. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với chúng ta, và chúng ta sẽ còn khoảng 10 phút nữa tính cả thời gian bù giờ để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Đúng ra bàn thắng phải đến sớm hơn với những gì chúng ta thể hiện, chứ không phải chờ tới phút 83 như thế này. Bàn thắng không đến với một tiền đạo, nó đến với một hậu vệ. Một tình huống đá phạt tạo ra sự bất ngờ của Thành Lương. Cú đá quá tốt của Văn Thành. Bóng đi qua một rừng chân. Đúng là một phương án phối hợp đá phạt khiến hàng phòng ngự của Indonesia hết sức bất ngờ. Không có ai băng ra để ngăn cản cú dứt điểm của Văn Thành. Xuân Trường. Một bàn thắng sẽ mang lại động lực rất lớn cho các cầu thủ Việt Nam. Thành Lương. Văn Thành vẫn là hậu vệ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam xuyên suốt từ đầu giải đấu. Văn Thành. Đội tuyển Indonesia
sẽ có sự thay đổi cầu thủ tiếp theo. Junham Zamran sẽ là người góp mặt để thay cho Lili Pali. Indonesia đang làm tất cả để bảo vệ tỷ số hiện tại. Văn Thanh đường truyền cho Công Vinh. Dứt điểm Thành Lương. Đó là cú dứt điểm của Trọng Hoàng. Những cầu thủ ở tuyến trên của đội tuyển Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để giảm bớt áp lực cho người đang đứng trong khung thành là thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải. Và từ lúc phải đứng trong khung thành thì Quế Ngọc Hải chưa một lần phải bị các cầu thủ Indonesia khiến cho anh phải trổ tài. Thành Lương. Và phối hợp quen thuộc giữa Thành Lương và Văn Thành. Sự tự tin được thể hiện rõ trong những pha phối hợp của cầu thủ Việt Nam ở những tình huống vừa rồi. Sau khi chúng ta có được bàn thắng gỡ hòa, Công Vinh đúng là ngày hôm nay không có cảm giác bóng tốt, thể lực cũng có vẻ như có vấn đề. Xuân Trường dứt điểm từ xa, bóng đã chạm đầu một cầu thủ Indonesia. Rất đáng ghi nhận với tinh thần tuyệt vời của Xuân Trường và đồng đội cho đến lúc này. Vô vàn những thách thức đã chống lại chúng ta, nhưng đội tuyển Việt Nam đang chơi với một tinh thần không bỏ cuộc. Thành Lương. Đường truyền của Thành Lương. Vẫn còn cú đá của Công Phượng. Văn Thành. Chứng kiến diễn biến trong khoảng 10 phút vừa rồi thì không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam đang chỉ có 10 người trên sân. Chúng ta hoàn toàn áp đảo đội bạn. Ông Riddle rút tất cả các trụ cột trên hàng công ra nghỉ. Bây giờ là Nick Vecmacia. Deddy Kusnanda là người góp mặt. Đường truyền dài của Xuân Trường. Và chuyền bóng chính xác cho Công Vinh, Công Phượng. Trong khoảng thời gian ít ỏi như thế này thì những pha chuyền dài của Xuân Trường là cách để chúng ta tiếp cận của một đối phương. Thành Lương. Thành Lương. Văn Thanh. Nếu như đó là một tình huống mà bóng ở chân trái để Văn Thanh có thể đưa đường truyền tới vị trí của Vũ Minh Tuấn thì đã khả thi hơn. Nhưng đó là một đường truyền cận chân của Văn Thanh. Đó là một quyết định có thể hiểu được. Trong khung thành là một thủ môn bất đắc dĩ. Và cầu thủ nào cũng sẽ đi tìm vận may trong những cơ hội như vậy. Ngay cả Xuân Trường cũng lùi về rất sâu để chuyền bóng lên. Thành Lương. Công Phượng. Rất tốt. Đường truyền đầy cảm giác của Vũ Văn Thanh. Công Phượng. Nhà bóng lại tuyệt hay. Trọng Hoàng không có một pha xử lý tốt khi mà Công Phượng đã quan sát rất tốt rồi. Tuy nhiên tôi sẽ vẫn thấy tiếc nếu vừa rồi Công Phượng dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá thì có thể sẽ mang lại những phương án khả thi hơn. Phút 90 rồi.
Chúng ta cần thêm một bàn thắng nữa trong những phút bù giờ để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Quế Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh. Những nỗ lực đáng khen của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta có được bàn thắng trong thế phải thi đấu thiếu người. Và vẫn đang tấn công đội tuyển Indonesia không ngừng nghỉ. Thành Lương, 5 phút bù giờ, cú đá của Thành Lương. Mega đã chơi quá tốt. Thành Lương đã hơn một lần ghi bàn với cú đá như vậy rồi. Xuân Trường. Đình Luật. Trọng Hoàng. Công Phượng. Xuân Trường. Vũ Minh Tuấn. Vẫn là Vũ Minh Tuấn. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Những phút bù giờ nghẹt thở. Các cổ động viên vẫn đang đứng cả dậy để ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Thành Lương. Văn Thanh. Đội bạn áp sát quá nhanh. Trong những hoàn cảnh bế tắc thì chúng ta không có những cầu thủ có chiều cao và có khả năng đánh đầu tốt để tận dụng những quả đá phạt góc. Đây là trận đấu chúng ta được hưởng rất nhiều những quả đá phạt góc. Thành Lương. Văn Thanh. Đường chuyền đến vị trí của Vũ Minh Tuấn. Nhưng vẫn còn quá đông cầu thủ áo trắng đứng trước khung thành của Mega. Rizky Pora. Thành Hương. Công Phượng. Thành Lương. Công Phượng. Vẫn chưa có một pha đột phá nào của Công Phượng. Công Phượng. Trọng Hoàng. Minh Tuấn đột phá. Tuyệt vời. Nỗ lực tuyệt vời của các thủ Việt Nam thật không thể tin nổi. Nhưng anh Dũng ạ, đó là sự công bằng của bóng đá. Tôi nghĩ là như vậy. Chính xác là như vậy. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bây giờ thì đã được đền đáp. Trên lưng của Quế Ngọc Hải là cái tên Nguyên Mạnh và các cầu thủ đang đá với nỗ lực để khỏa lấp vị trí của Nguyên Mạnh. Các cầu thủ đang chơi như có 11 người trên sân. Các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã khóc rồi. Một khoảnh khắc quá xúc động, quá nhiều cảm xúc. Thực sự là rất khó cầm được nước mắt trong khoảnh khắc như thế này. Rất khó. Có lẽ là những cảm xúc nó rất giống với những bàn thắng của Văn Sĩ Hùng hay bàn thắng của Công Vinh. Công Vinh. Những gì huấn luyện viên Hữu Thắng nói về Vũ Minh Tuấn đã hoàn toàn chính xác. Bản năng sát thủ của Vũ Minh Tuấn đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ tình huống này. Ngoặt bóng khéo léo, cú ra chân nhanh như điện. Và càng đáng nói hơn khi Vũ Minh Tuấn vừa trải qua nỗi đau gia đình. Vẫn còn hiệp phụ nhưng xin cảm ơn Vũ Minh Tuấn và những nỗ lực tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam đã mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bóng đá.
ta đang chơi với 10 người nhưng tinh thần thi đấu rất cao. Và đúng là không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với 10 cầu thủ trên sân và với một thủ môn bất đắc dĩ. Dù sao thi đấu với 10 người nhưng với một thủ môn thực thụ trong khung thành thì vẫn cảm giác là yên tâm hơn. Cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu để khỏa lấp cho vị trí bị bỏ trống của Nguyên Mạnh. Bóng chạm tay cầu thủ Indonesia. Dù trận đấu này cũng kết thúc như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn là với những gì, đặc biệt là tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam đã thể hiện ở những thời điểm khó khăn khi mà chúng ta phải thi đấu thiếu người cũng đã khiến cho các khán giả rất vui. Và không có gì phải chê trách cả. Thời gian thi đấu chính thức đã hết và hai đội đang chờ đợi hai hiệp phụ ở phía trước.